Cùng với những nguyên liệu quen thuộc, ngày hôm nay các bạn hãy vào bếp cùng Fit đi để trổ tài món pizza bún đậu mắm tôm mới lạ đang khiến nhiều bạn trẻ tò mò nhé. Nếu như không có dịp ghé thăm Sài Gòn, các bạn có thể tự tay thực hiện món ăn cực hot này. Cùng người thân thưởng thức và tìm kiếm câu trả lời rằng vì sao bún đậu mắm tôm lại có sức hút lôi cuốn đến vậy nhé. Để làm món ăn này, nguyên liệu quan trọng các bạn cần chuẩn bị cho mình đó là đế bánh pizza. Tiếp đến là thịt chân giò. Rồi heo và lòng heo đã được luộc chín. Còn đây là chả cốm. Và tất nhiên không thể thiếu đậu phụ được rồi. Ngoài ra, các bạn chuẩn bị cho mình thêm hành tây, sả, chanh, mắm tôm, dưa chuột, rau kinh giới, tía tô để ăn kèm với món pizza bún đậu mắm tôm nhé. Các gia vị đi kèm bao gồm đường, bột canh và một vài quả ớt nếu như bạn thích ăn cay. Bây giờ mình sẽ bắc nồi lên bếp, cho thịt chân giò vào, thêm hành tây, sả, 1/2 thìa canh bột canh, nước vào luộc chín. Trong lúc này, các bạn có thể cho lòng heo vào trần cùng với thịt cũng được. Sau đó, lần lượt vớt lòng heo, thịt chân giò ra nhé. Tiếp theo, mình sẽ thái đậu thành từng miếng vừa ăn. Đun nóng chảo dầu, cho đậu phụ vào chiên vàng. Các bạn nên chiên ngập dầu để đậu của chúng ta có màu vàng đều và đẹp mắt. Sẵn chảo dầu đang chiên, các bạn tiếp tục cho chả cốm vào. Lật đều hai mặt. Khi thấy miếng chả cốm hơi có độ phồng là được rồi đó. Các bạn vớt chả cốm ra và để ráo dầu. Sau đó cho dồi heo vào. Các bạn tiếp tục chiên nhé. Chúng ta lật đều miếng dồi heo lại, chiên thêm một lúc nữa là được rồi. Trong lúc này, các bạn chuẩn bị đế bánh pizza để nướng nhé. Đối với đế bánh pizza mua sẵn, các bạn nên chọn mức nhiệt 170 độ C, nướng trong khoảng thời gian từ 15 đến 20 phút. Bây giờ là công đoạn mình sẽ pha mắm tôm. Các bạn cho 80g mắm tôm, 2 thìa canh đường, 35ml nước cốt chanh vào khuấy đều.
chúng ta đánh bông lên. Sau đó cho 40ml dầu sôi vào và tiếp tục khuấy đều lại. Cuối cùng là chuẩn bị rau thớt thật sạch, thái lồng heo thành từng miếng vừa ăn. Tiếp theo là dồi heo. Các bạn cắt chéo để miếng dồi heo của chúng ta được đều và đẹp mắt hơn nhé. Lưu ý khi thái phải thật nhẹ tay để dồi heo không bị vỡ vụn ra. Bây giờ là chả cốm. Các bạn thái miếng thật nhỏ, dài vừa ăn là được. Rồi đến thịt chân giò. Các bạn thái mỏng. Miếng thịt của chúng ta vừa được luộc chín tới, trông rất ngon phải không nào? Khi thái xong rồi, mình sẽ bày toàn bộ nguyên liệu này lên bàn. Toàn là những nguyên liệu quen thuộc, dễ kiếm các bạn nhỉ? Để có cách thưởng thức chuẩn nhất, các bạn hãy cùng mình quét đều mắm tôm đã pha lên để bánh pizza nhé! Chúng ta quét thật đều lên. Sau đó xếp lần lượt thịt chân giò vào. Thêm rau tía tô. Rau kinh giới. Chả cốm. Lòng heo. Đậu phụ chiên. Và dồi heo lên trên nhé. Như vậy là món pizza bún đậu mắm tôm đã hoàn thiện rồi đó. Món ăn đem lại cho bạn một trải nghiệm mới trong ẩm thực với sự kết hợp giữa đồ ăn phương Tây và món ăn truyền thống của người Việt Nam, tạo cảm giác lạ miệng và vô cùng hấp dẫn. Nếu các bạn còn chần chừ và chưa từng được thưởng thức món ăn này, hãy nhanh tay trổ tài để chiêu đãi cả nhà nhé! Và đừng quên like và subscribe kênh YouTube của Fit Đi Việt Nam để theo dõi thêm nhiều món ăn mới lạ, độc đáo. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.